Cái tay. Hello, chào mọi người, chào cả nhà nha. Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi qua một cái bộ nail refill nha mọi người ơi. Thì mình sẽ kiếm một cái gối kê tay ở trên cái rổ kia coi có. Hôm nay thì mình sẽ refill với màu số 4 hot pink nha mấy anh chị. Lại cái đèn chút xíu nha mấy chị ơi. Đây. Rồi. Hello chào mấy anh chị. Thì trước khi refill thì mình sẽ cắt clip nha mấy anh chị ơi. Cái này bộ này là sau 5 tuần nè. Thì không thấy hở, không thấy clip một cái gì hết và móng thịt của khách mọc ra ha. Đây là cái móng thịt của khách, nếu mà anh chị nào mà muốn khách mình mà muốn giữ móng thịt á thì cả nhà nên nên làm builder gel, tại vì builder gel rất là last long nè mấy anh chị, 5 tuần không hề hấn gì hết. Là mình xin mới tháo cái phần top thôi đó, là chưa có cắt clip nha. Và trước khi refill đó thì mấy anh chị sẽ dùng cái cây ép này nè. Mấy anh chị thấy cái cây ép này không? À, đây là cái cây mới nha. Cây mới nha, còn nếu mà anh chị mà nó dày quá đó hay là nó líp nhiều thì mấy anh chị dùng cái cây M. Nhưng mà em thì nhát tay thì em thành ra là mình sẽ dùng cái cây ép thôi. Cây ép thì mình sẽ cắt clip nha. Nếu mà mấy anh chị mà thấy nó bị líp á thì mình mới cắt. Đó, mình dụ cho nó sạch hai bên chút chút nè. Tại vì sau 5 tuần rồi thì tất nhiên sẽ có một vài chỗ á, nếu mà mình làm tốt, sản phẩm tốt á thì nó sẽ có vài một vài chỗ á, là nó vẫn còn líp ha, nhẹ nhẹ hơn. Nhưng mà mình sẽ dùng cái cây ép hay là cây M đó, mình dụ cho nó mất đi. Tại vì nếu mà nó líp nhiều quá đó, mình dùng cái cây kìm á, mình nó sẽ bật trở lại hơn nữa. Hello mọi người, chào cả nhà nha, chúc chủ nhật vui vẻ. Đây, lấy cái tay của mình ha, đè cái tay người khách ra. Đó, cái này là mình dụ dòng, đường dòng á, là mình coi nó có bị líp chỗ nào mình nên dụ bỏ nó đi. Nhất là hai bên hông á, tại vì tay khách nó sẽ có, đôi lúc nó làm việc tay khách sẽ có nước vô đồ tùm lum hết, thành ra nó sẽ bị nhẹ nhẹ. Nếu mà nó bị ít đó, dùng cái AF là được rồi, dụ sạch hết. Cái cách mà mình cắt clip giống vậy đó thì mình cũng áp dụng cho bộ luôn nha. Cái cách mà mình refill á, cho builder gel hay là cho cái gì mà refill cũng vậy, cắt clip là mình sẽ làm giống nhau. Thường á, nếu mà nó clip ít á thì mình dùng cái cây này nè. Mình cắt nó vừa tới thôi. Đó, chỗ nào nó líp thì mình cắt nó vừa tới, sau đó bung nhẹ cái là xong. Cắt nhiều quá nó vô móng thịt khách. Nhưng mà chỉ có cách này á, khi mà mình cắt cho mình làm á thì mỗi lần refill mình cắt sạch á thì cái bộ nail của người khách đó nó lúc nào cũng được mới. Nó giống như trông được mới vậy đó mấy chị. Nên thành ra khi mà mình refill mình dùng cái cây này cắt cho nó đẹp. Với lại á, không có đứng quá, mình hơi nghiêng 25 độ thôi mấy anh chị nè. Thấy không? Mình hơi nghiêng 25 độ thôi. Đó, hoặc là nếu mà nó cao quá thì mình mới bắt đầu mình đứng mình cắt. Còn nếu mà nó hơi mỏng mỏng, cuticle của mình nó mỏng á thì mình chỉ việc là nghiêng 25 thôi. Tại vì mình vừa nghiêng mà mình vừa dụ ngay cái chỗ đầu á cho nó hơi lại xuống. Lát nữa khi mà mình refill á nó không có bị cộm lên. Nên là mình sẽ dùng cái cây này nè. Mình bật chế độ vừa thôi nha. Tại vì mình sợ vô móng tay thiệt của khách á, mình đi từ từ trước đã. Rồi, thế là mình đã cắt sóc cắt clip fill xong nè ha. Thì nó không có clip nhiều, thành ra khi mà mình tới refill á mình cũng rất là dễ, nhẹ nhàng luôn. Giờ hôm nay xài cái gì đây? Giờ hôm nay xài cái cây này đi. Xài cây standing band nhỏ nha mấy chị. Xài cây xanh ben nhỏ. Đây ha, cắm vô. Xong mình xài cái cây này. Tại vì á, mình thích xài cái nào cũng được. Cây này thì nó là thay cho đầu nhám bự á, và nó không có bị nóng tay. Nó hạn chế thôi.
Không, nó chỉ có 10% khả năng nó nóng thôi. Đưa sáp vô. Rửa sạch hai bên kỹ chút nha. Tại hai bên này đôi lúc hồi xưa khi mà mới bắt đầu làm nail á, là mình cứ vụ chính giữa không à. Thật sự lúc đó mình cũng không có kinh nghiệm, mới bắt đầu làm mà mười mấy năm trước rồi mấy anh chị. Hai bên này cứ bỏ qua hoài luôn. Thành ra mỗi lần làm á, nó có bị lip. Tới khi mà khách tới refill á, lip hai bên dữ lắm. Tại thời đó mình đâu có biết nhiều đâu. Làm mà cứ vụ đại thôi. Với lại một phần cũng do cái đầu nhám nó nóng tay á. Thành ra mình thuộc là cái người mà rất nhát tay luôn. Rất là sợ đưa sâu vô khi cồ của khách nữa. Thôi mình để nghiêng giống vậy nè. Đồng thời mình vuốt ngay cái chỗ này nè ha. Mình cho nó mỏng xuống luôn. Lát á mình refill nó sẽ dễ. Giống như bột cũng vậy đó mấy anh chị. Cao quá. Lỡ trong những trường hợp đôi lúc đó, nó gãy tới nửa móng, mình cắt tới đây nè. Ngay cái phần này nó dài lắm. Thành ra lúc nào mình cũng vuốt cho nó mỏng sớm xuống bớt đi. Nè nó hơi dài nữa ha. Sẵn cây này mình vuốt cho nó mỏng xuống bớt luôn. Cây này thuộc cây cây 80. Tức là đầu nhám này thuộc size 80 ha. Là thuộc size nhám. Thành ra khi mà mình vụ nhẹ vừa vụ ít đó cho nó xuống là vẫn bình thường. Không, vụ cho nó mỏng mỏng xuống chút. Rồi, khi xong sạch rồi nha. Thì cuticle của mình nó rất là sạch rồi. Nếu mà anh chị nào mà còn kỹ hơn nữa nha. Kỹ hơn nữa thì mấy anh chị dùng cái cây này nè. Kỹ hơn nữa nha. Cái phần này là kỹ thôi, chia sẻ thêm. Cây này á, tác dụng làm sạch cuticle cực kỳ cao. Và nó đẩy sáp vô bên trong luôn. Người ta hay làm Russian manicure mấy anh chị. Nè, nó đưa mà nó đẩy sáp luôn nè. Mấy anh chị thấy không? Đó, đẩy sát hơn nữa, đẩy sâu hơn nữa. Vô bên trong nè. Đó, thì á, mình dùng cái cây này á, rất là êm. Hai mấy anh chị. Đó, đẩy sát sâu vô thêm nữa. Cái này mình làm thêm thôi nha mấy anh chị. Để biết cái tác dụng của cái cây dũa này nè. Đó, mấy anh chị đẩy vô sát được luôn ha. Làm sạch cuticle. Manicure cái này mà làm xong mà mình sơn treo là hơi bị đẹp luôn á. Ai mà làm manicure mấy anh chị, dùng cái cây này nè ha. Còn làm bột thì đôi lúc thì vừa tới thôi. Nên hình ra là cũng không cần lắm. Đó, anh chị nào mà cần cái cây này ha. Làm manicure nè, base. Đó, để chạy vô, sát vô. Mà đồng thời nữa, ví dụ đi, nếu mà cái da tay người khách á, mà nó bị da nhiều bên này, mấy anh chị dùng cái cây này nè. Mình chạy nè. Đó, mấy anh chị thấy nó sạch không? Giống như là cục chè, gót chân, cái đồ mà giúp mình làm sạch cái da chai vậy đó. Đó, thì mấy anh chị thấy nè. Mình đi được luôn nha. Đó, khách nào mà có da cha hai bên hông, nếu mà mình lười cắt quá thì mấy anh chị dùng cái cây này. Rồi, next one. Cây này gọi là remove base gel. Remove base đúng không? Yeah. Cây này gọi là cây remove base nè mấy anh chị. Mấy chị mà làm cần á, dụ cho nó sát vô thì mấy chị lấy cây này. Còn mà đẩy hơn nữa dùng cái cây nhọn hơn ha. Còn cái này là vừa tới đẹp luôn.
tại cái này mà đậy sâu vô quá lần sau tay cắt nó cũng sâu lắm. Cái kiểu mà cuticle nó sâu vô á. Nên là cái này là mình sẽ đậy vừa vừa thôi. Tùy theo là cái tình trạng khách nha. Còn nếu mà anh chị nào muốn cuticle cách nó sâu hơn nữa đó, thì tại giống như kiểu mà người Nga hay làm manicure á, thì mấy anh chị dùng cái cây nhọn hơn. Đó là cái cây mà đầu nhũi nhám á, là cái cây này nè. Xong anh chị mua thêm cái hộp nhỏ này ha, nó không có bị nóng tay, nó thay cho cái cục bự á. Thì cục bự hồi xưa khi mà mình làm á, nó hơi bự, rồi đôi lúc nó hơi bị nóng tay, đúng không? Nên thành ra là bây giờ nó ra mấy cái đồ á, dụng cụ giúp cho mình á, nó không có bị nóng nhiều. Nó tiện cho mình nhiều lắm, tại bây giờ khách nó cũng sợ đau á. Không, cắt xong rất là sạch nha, sạch sẽ luôn mấy anh chị. Em kiếm kìm cắt da cái. Em làm từ từ thôi nha mấy anh chị ơi, từ từ thôi. Xong hết rồi thì em sẽ để Perfect Bond. Chai này á, là thay cho cái chai primer đó mấy anh chị. Hồi xưa là mình xài chai primer, thì bây giờ mình xài Perfect Bond ha. Mình xài Bond. Cái chai này thì mình dùng cho bột, cho gel, cho dip, cái gì cũng được hết á. Là 4-in-1 nha. Thì một chai thôi mình dùng cho tất cả luôn. Và cái chai này nó không có nên acid. Đó, primer hồi xưa khi mà mình xài nó thấy hôi á, thì nó có acid trong đó. Còn trong này thì nó không có, mà nó giúp cho mình last long lắm. Kỹ thuật nó càng ngày càng tiên tiến đó mấy anh chị. Nên là nó cũng update cho mình có nhiều thứ lắm, để cho mình xài nó cũng bảo vệ tay khách nhiều hơn, đúng không? Hồi xưa khi mà mình xài mấy anh chị hay thấy tay khách nó hơi bị khô hay là hơi bị mỏng á. Nhưng mà bây giờ thì xài mấy cái đồ á, tay khách nó cũng được cải thiện rất là nhiều luôn. Này mình tự tỉa nhẹ ha, để lát khi mà mình làm đó thì cái gel của mình nó không có dính lên da nhiều. Xong hết rồi lát mình dũa thì nó sẽ dễ hơn, nó không bị vướng á. Kiểu mà nó không bị vướng nha. Đó, cho xong cái bon lên thì mấy anh chị cắt. Rồi, khi xong cái phần này rồi bắt đầu mình qua cái Build the Gel Refill nha. Thì làm mới làm fill thì mình cũng cần cái chai bay này. Sau đó thì mình sẽ bật cái đèn lên. Đó, mình sơn một lớp cái này trước tại vì mình đã để bond rồi. Thành ra mình sẽ để bay lên. Phải cần có bay ha. Thì khi mà mình sơn bay đó thì mấy anh chị cũng sơn đều từ cuticle ha. Mình có thể là lựa chọn sơn một nửa hay là mình sơn hết cũng được. Đó, sơn một nửa khúc trên này. Không. Sau đó thì mấy anh chị là kéo thẳng xuống cũng được, sẵn tiện mình kéo thẳng xuống luôn. Và khi mà mình sơn cái phần bay này mình sơn mỏng thôi. Sơn đều nha mấy anh chị. Nếu mà ngay cái chỗ mà đường nối của hai cái màu, nhưng mà cái chỗ mà đường ngấn để refill đó, mấy anh chị thấy nó lõm quá, một là mình có thể là dùng cái bay giống vậy này, mình giảm thêm miếng nữa để cho ngay cái chỗ đường nối á, nó đừng có bị cao thấp nhiều quá, thì khi mà mình đi á thì nó sẽ dễ hơn, đúng không? Đó, sơn cho nó lên, mà sơn cái mặt móng mà nó không có không sao hết á, lát nữa mình cũng cover cái màu mà, nên ra không sao hết á. Đó, mình sơn ngay cái chỗ mà mình cần refill thôi. Đó, thì khi mà mình sơn á, mình đè cái cây cọ ha,
Mình sơn mỏng thôi, không có cần sơn dày đâu mấy anh chị. Đó, nếu mà mình thích thì mình giảm thêm một miếng treo ngay ở phần cuticle, ngay cái chỗ đường nối nha. Còn nếu mà không thích thì lát nữa mình đi đi màu mình giảm sau. Mình cho màu lên mình giảm sau. Cái này em làm line nên thành ra là xin làm chậm từ từ nha mấy anh chị. Chứ một cái bộ refill mà trong tiệm là mình làm nhanh hơn nữa. Thao tác của mình cũng phải nhanh nữa, không? Còn làm line chia sẻ nên thành ra là lúc nào là của xin cũng làm từ từ hết á, làm nhanh quá coi đâu được. Đó đâu có chia sẻ được đâu, giống như mình làm cho coi vậy thôi. Còn trên này là của xin làm từ từ để chia sẻ ha. Gặp đâu thì mình nhớ đâu mình nói đó thôi. Mới đầu á, khi mà mình làm builder gel đó, mình chưa có quen đâu mấy anh chị, cũng không có biết cách làm nữa. Thật, tại xưa giờ mấy anh chị có bao giờ thấy đâu là cô xin đâu có làm builder gel. Nhưng mà sau này á, khi mà mới bắt đầu làm á, cũng tìm hiểu và họ tập nhiều lắm. Thực sự thì á, biết khi mà mình biết cách rồi là một chuyện, nhưng mà mình phải làm và tập. Mình tập làm mình làm thường xuyên thì từ từ á, mình quen cái thao tác đó rồi á thì mình làm mới nhanh được. Còn á, mới bắt đầu mình nhìn nó cái gì nó cũng dễ thật sự luôn á, nhìn bất cứ cái gì mình cũng thấy nó dễ, nhưng mà tới khi mà mình làm á thì mình sẽ thấy nó lâu. Còn khi một khi mà mình đã làm quen rồi, mình quen với với cái thao tác đó rồi, quen với cái style đó rồi, tự động là mình sẽ nhanh, đúng không? Tại làm nail nó rất là nhiều cái style luôn á, nên thành ra là khi mà mình phải có đam mê mạnh liệt lắm đó thì mình mới qua nhiều cái style riêng. Còn không á, đại đa số thì cơm áo gạo tiền thì lúc nào mình cũng lựa chọn những cái gì mà nó nhanh gọn lẹ dễ làm nhất, để mà mình làm nhanh mình còn bắt thân khác nữa, đúng không? Rồi xong. Và trên này thì mình sẽ có hai dạng. Một dạng là dạng chai, dạng này thì nó lỏng hơn ha, giống như những cái like khác là cô xin chia sẻ trên cái móng thì của mình. Làm cái này cũng được, nhưng mà nếu mà lỏng quá đôi lúc đó mình control không tốt thì nó chảy. Còn trong cái dạng hũ thì nó đặc hơn. Thì nếu mà anh chị mà nào mà review form móng đó thì mình dùng cái hũ này, không nó sẽ tiện cho mình hơn, tại vì nó đặc hơn nè. Nên thành ra là mấy anh chị xài á, nếu mà cái chai này á xài, tại vì Christine cũng từng làm live cũng chia sẻ xài cái chai, cái hũ nè, thì mấy anh chị cũng thấy trực tiếp là khi mà mình xài cái chai đó, nếu mà mình refill cái độ dày với vậy, với lại cái độ dài với vậy, nếu mà mình đi không khéo thì nó rất là dễ bị chảy, đúng không? Còn khi mà mình đi đúng á, thì nói chung là phải thao tác kỹ đó. Còn không mấy anh chị dùng cái hũ này, hũ này thì thuộc dạng đặc hơn nha. Và khi mà mình dùng cái hũ, tất nhiên mình sẽ cần cái cây builder gel. Thì trong này có cái đầu dài, cái đầu ngắn. Cái đầu dài thì mình sẽ dùng cho móng hơi dài chút. Còn khi mà mình sử dụng đầu ngắn thì mình sẽ dùng cho móng ngắn chút. Tại vì đầu dài thì mình sẽ lấy được gel nhiều. Còn khi mà mình sử dụng cái đầu ngắn thì mình sẽ lấy gel ít, không? Thì trên này thì mình đã có cái cái màu ra. Thì nếu mà anh chị cần thì mình có thể là cho một lớp mỏng trước nha. Còn nếu mà anh chị nào khéo không cần thì mấy anh chị cứ đi thẳng luôn. Tại cái lớp này nó giúp cho mình định hình cái form móng ở trong á, để lát khi mà mình đi cái màu, khi cái màu cục màu lên nó đỡ bị chảy thôi, chứ không có gì hết á. Đó, sơn một lớp mỏng, không lấy thật ít thôi mấy anh chị, không nhất thiết phải lấy nhiều và không có quan tâm là nó bị, nó có màu hay không. Còn nếu mà mình khéo không cần nữa thì mấy anh chị trực tiếp lên màu luôn nha. Rồi bên này thì mình sẽ đi một lớp mỏng như vậy nè, để tạo cái khung móng, tức là để tạo cái khung treo nó nằm trong này luôn, cho nó sát cuticle nè ha. Cái bên kia thì mình không đi ha, đi một bên thôi cho mấy anh chị thấy. Cái nào cần, mình thấy cần thiết thì mấy anh chị cứ làm. Đôi lúc thì á, mình đi giống vậy thấy mất công thì khỏi đi, bỏ qua. Rồi bên này thì mình sẽ được đi trực tiếp treo luôn ha. Đây hơi chúi tay cường khách xuống nha mấy anh chị.
Chuỗi tay ngược hết xuống nè. Và khoan nhả treo nha mấy anh chị ơi, khoan nhả treo. Rồi dùng cái đầu cọ này mấy anh chị thấy không? Cái đầu cọ nè, mình dặm cho nó sát qua cái phần cuticle còn trong kẽ nó. Đó, treo thì trong này kẽ nó ha. Rồi qua bên này cũng vậy. Khi mà một khi mình dặm tới đâu là lát nữa cái treo của mình á, nó sẽ theo cái khung mà của cái hồi nãy mình dặm đó là nó sẽ tới nè. Sau đó khi mà mình dặm xong hai bên rồi, mình bắt đầu đẩy cái treo ngược lên cái phần cuticle cho nó nhiều nhất. Tại vì ngay cái phần này thì mấy anh chị thấy là mình cần refill mà, đúng không nè? Cần refill chỗ này nè, thành ra là nó sẽ cần nhiều hơn. Và khi xong rồi á, mình có thể là cho thêm một miếng xuống nữa. Tại vì đôi lúc á thì mình refill mình có mài mỏng một chút á, thành ra mình có thể là refill lên để cho cái màu của mình nó mới hơn. Tại vì sau 5 tuần rồi mấy anh chị, nó cũng hơi bị cũ một chút xíu, hơi bị xịn màu đúng không? Nên tới khi mà mình refill á, kiểu này thì mình sẽ lấy cho nó từ trên xuống dưới luôn nha. Rồi, khi mà xong hết rồi, anh chị đừng lo. Nếu trong trường hợp nó không tới hai bên á, mình dùng cái cây cọ Lightwork nè, mình hơi nhẹ nhẹ mình đưa cái treo của mình nó xuống ở đây ha. Hồi nãy khi mà mình dặm nè, nó hơi bị chệch ra cái treo ra té, thì khi mà mình làm nó sẽ bị chạy ra. Đó, nó sẽ bị chạy ra giống vậy ha. Thì mình sẽ dùng cái cây cọ của mình nó quét vô một chút xíu. Đó, còn á, nếu mà anh chị nào khéo không cần mấy cái bước này cũng được, bỏ qua. Quan trọng á, là nó hỗ trợ cho mình trong lúc mà làm á, mình cần. Tại vì á, nếu mà muốn làm mà cho nó một thời gian mà mình không cần sự hỗ trợ của cái cây này á, thì mình phải làm nhiều và tập nhiều lắm. Đó, chúc tất cả anh chị thành công nha. Đó, để khi mà mình làm á, đỡ phải dùng cái cây này để mà mình hỗ trợ nó. Rồi, inside. Đó, mình múc lượng treo vừa đủ ha mấy anh chị. Đây. Rồi, hơi chuối tay ngược hết xuống nè. Không, canh ngay cái phần cuticle đi đã. Đó, còn trong kẽ nó nha mấy anh chị. Rồi, cho vô hai bên. Mình đi sát được á thì mình đi. Còn đi không sát được á, mình chỉ chừa chút xíu, một cọng tóc vậy đó, hay là hai cọng tóc gì không sao hết. Lát nữa mình sẽ lấy cây long Lightwork, cái đầu ngắn đầu dài cũng được, mấy anh chị đi lại hai bên. Rồi đẩy lên chỗ này cho nó đều nè ha. Rồi bắt đầu mình đưa cái treo của mình nó xuống. Thấy không? Thì cái gì cũng vậy hết á mấy anh chị, sâu á, cái gì mà nó ở đeo á, trong vòng là hạ một tuần sau hay là 10 ngày sau là nó bị xịn màu rồi. Thành ra tới khi fill đó thì mình nên fill cho nó có một lớp mỏng cái màu ở trên này, để mà khi mà ra đó thì cái bộ nail của mình nó đẹp. Cũng giống như khi mà mình fill, mà nếu mà tay khách mà nó màu màu cũ quá đó thì mình nên khuyên là mới, còn không mình fill mình dụ mỏng xuống, mình cover một cái màu cover, có thể là cover cho nó được không. Và trong này khi mà refill đây treo mình cũng lấy rẻ hơn có 10 đồng mà, làm kiểu mà giữ chân khách vậy đó mấy anh chị. Chứ thực sự đôi lúc làm mà tính quá cũng không được, không? Tính từng cái quá thì nó cũng không được. Nên thành ra là refill thì nó sẽ chót giá refill. Còn nếu mà mình deal được với nó thì nó sẽ trả giống như cái giá mới, hoặc là mình giảm cho nó 5-10 đồng vậy đó. Đó, hôm nay thì cũng hơi bị slow motion chút nha mấy anh chị. Rồi xong, tăng tốc lên chút, làm nhanh chút nữa. Ok, đặt xuống. Ok, vô máy.
Ngón nào mà đủ dày rồi mấy anh chị không có cần lấy nhiều đâu, cái thân móng ha. Tùy theo, nếu mà thân móng mà nó mỏng quá thì mấy anh chị lấy treo nhiều thêm. Còn giống như có mấy ngón là chính giữa đó. Đó hồi nãy là làm đó là cô sẽ không có cho nhiều tại vì không có muốn nó dày á. Thân móng nó dày rồi, nó dày sẵn rồi. Cái hũ này khi mà mấy anh chị xài hết á, mình mở ra được nha mấy anh chị. Để lát kiểu xem xong một cái là mở ra cho mấy anh chị xem. Tháo ra được. Đó ha, xong rồi. Khi xong rồi đó thì để cho cái hộp của mình lúc nào cũng sạch á, mình chỉ dùng acetone để chùi ha. Để lấy cái chai thóc. Chai thóc đâu rồi? Mình sẽ bảo quản cái cây cọ của mình trước ha. Thì khi mà mình bảo quản mình rửa bằng thóc treo thôi mấy anh chị. Cây cọ của mình cũng không rửa acetone nha. Mình khâu bảo hạ bảo à, rửa bằng thóc treo là được. Đó. Lúc nào cái xếp của mình cũng như vậy ha, xong mình đậy lại. Còn cái cây này cũng vậy ha, rửa bằng thóc treo.
về phần cái nắp này á, để cho nó sạch không có bị rít á, là nó không có bị dơ đúng không? Thì mấy anh chị lấy cái tờ giấy á, lấy miếng acetone thôi, một miếng thôi, xong bắt đầu mấy anh chị chùi cái phần này. Tại hồi nãy mình đã mình cái ngón cuối cùng nhất á là mình canh thôi, mình quen á mấy anh chị, không? Xong cái hũ này khi mà mấy anh chị xài hết á, hay là mấy anh chị muốn mở ra nó dễ mở nha, nó mở được nè mấy anh chị. Xong bắt đầu mấy anh chị dặn nó ra đó, thì mình biết ở trong đó treo nó như thế nào nha ha. Thì làm như vậy thì nó đỡ dơ hơn mấy anh chị. Có đôi lúc đó nó xài á, nếu mà không phải cái phông này nó dơ lắm, nó giống treo đính đá của mình vậy đó mấy anh chị, nó dễ dơ lắm. Thành ra cái hũ này nó giúp cho mình nó sạch lắm ha, nó không có bị hao treo thật sự luôn á. Thì á, thấy mà mình thông giống vậy nó hư dư hả? Không có. Tại quan trọng là cái độ canh của mình thôi mấy anh chị. Mới đầu mình canh chưa có được đâu, nhưng mà từ từ cái là mình canh nó sẽ rất là dễ ha. Và khi hơ xong rồi á, thì mấy anh chị lấy alcohol hay là acetone á, làm beard gel thì mình vuỗ ngang, mình chùi sơ qua ha, cho nó sạch. Tại vì á, nó còn rít á, thành ra mình vuỗ nó sẽ vướng cái đầu vuỗ của mình hay là cái cây vuỗ của mình. Mình chùi bằng acetone hay alcohol gì đó, chùi sạch cái mặt móng đi, để cho nó không có còn rít nữa. Không, nó hết rít luôn. Rồi mình sẽ dụ xếp nha. Mình vuỗ xếp bình thường nha mấy anh chị, vuỗ cho nó thon lại giống như đắp bột vậy đó. Tại cái ngón này á, hồi nãy nó bị cong quá đó, nên tới khi làm á, là sen dụ bỏ cái phần móng thịt ở dưới nè, để lấy cái phần trên để cho nó nhìn nó straight một chút. Còn hồi nãy á, là nó bị cong xuống quá không. Thì bây giờ mấy anh chị thấy nó đỡ cong không? Và mấy ngón khác của mình làm cũng tương tự giống vậy nha mấy anh chị. Tại vì móng thịt á, khi mà mình làm á, nó dễ bị cong, nó hơi bị khơ khơ nhẹ cái đầu móng á, nên thành ra tới khi mà mình vuỗ đó thì mình ăn gian ở phần dưới đi lên, tức là mình vuỗ bỏ cái móng thịt ở dưới đi ha, ngay cái phần đầu móng á mấy anh chị. Đây, ngay đây nè mấy anh chị thấy không ha, cho cái đầu móng nó thẳng lại đó, đỡ quá trời đỡ luôn ha. Nên nó gặp tay móng nào cũng vậy, mấy anh chị cách nào mà tay móng thiệt á đều vậy hết, đều hơi khơ khơ hết á. Thank you.
Rồi xong. Đó, đầu tiên mình dụ ngay chỗ này trước nè, ngay chỗ đường nối giữa móng thiệt móng giả trước này mấy anh chị, không dày quá mình nghiêng vô mình đánh, không cho nó mỏng hai bên cái đã, ha. Nên lúc đắp bột hay là mình làm gì cũng vậy, không cho hai bên nó bị dày ha. Xong dụ trên này, tại cái này là mình sửa xếp á, nên là ra cái phần mà lớp học của mình quan trọng lắm mấy anh chị, tại vì á, mấy cái móng này á, y chang cái phần refill vậy đó, người ta tới refill á, thì á, mình phải sửa xếp làm sao cho nó ra nó đẹp đúng không? Tại thường đa số là khách không có khách nào mà sau khi đeo xong mà tới refill đẹp hết á, nên thành ra mỗi lần tới refill mình phải làm sao dụa cho nó tay nó khách ra cho nó đẹp. Đây là sắp tới thì tháng 5 ha, là Sen sẽ có một lớp tại Oklahoma vào ngày 27-28 nha, 27-28 tháng 5. Và lớp Garden Row là có một lớp cơ bản là 6-7-8. Và lớp nâng cao chuyên sâu sẽ là ngày 13-14 tại Garden Row nha. Tháng 5 thì mình có 3 lớp, một lớp Oklahoma, hai lớp tại Garden Row California, ngay khu người Việt Phúc Thọ đó mấy anh chị nào chưa bao giờ đăng ký hay là chưa bao giờ làm bột, hay là mình mất cái phần cơ bản là mùa hài đắp bột không được mà xếp không ra, thì mấy anh chị chịu khó với em ngồi 3 ngày ha. Lớp cơ bản của mình sẽ là 3 ngày. Đó, và mình học lại từ cơ bản luôn cho nó chắc. Nên lớp của mình nó sẽ là 3 ngày, là ngày 6-7-8 tại Garden Row nha, khu người Việt Nam California. Và 13-14 sẽ là lớp nâng cao chuyên sâu. Anh chị nào làm lâu rồi á, hay là mình muốn nâng cao thêm về những cái vẽ của mình 3D, hay là những cái freestyle, hay là phối màu bố cục, hay là luyện lại cái phần shape đắp bột của mình á, thì mấy anh chị đăng ký lớp 13-14 tháng 5 ha. Còn anh chị nào chưa bao giờ làm bột hay là mình yếu quá, mình muốn bắt đầu lại từ đầu ha, để luyện cho nó vận hơn, thì mấy anh chị đăng ký lớp cơ bản tùy mình. Đó, nên thành ra mình khi mà mình đi học mình phải hiểu rõ mục đích đi học của mình vì cái gì. Đó, có nhiều anh chị vô, đại đa số nha, đại đa số tất cả anh chị em vô lớp học là vì đắp bột với là phần shape của mình. Đó, còn khi mà mấy anh chị học design đó thì mình phải có cái cơ bản trước đã rồi mình mới đi học. Tại vì á, khi mà đa số lớp học nếu mà một ngày hai ngày chỉ là nâng cao thôi, sẽ là nâng cao thôi mấy anh chị. Còn cơ bản á, mình chưa bao giờ làm vậy, mình phải có thời gian để mà luyện nhiều lắm ha. Nên là mấy anh chị nào mình phải hiểu rõ mục đích mình đi học cần cái gì. Tại vì á, mình xin đi qua nhiều lớp rồi, có nhiều anh chị vô á, mọi người cần cái phần đắp bột xếp thôi mấy anh chị, làm sao để khi mình làm về làm á, cái đắp bột nhanh chút không, dụ xếp đẹp chút đó. Nên thành ra là khi mà đi học á, quan trọng nhất vẫn là cái phần xếp với là đắp bột nha mấy anh chị. Tại vì cái phần xếp á, mấy anh chị mà đăng ký qua lớp em á, là theo sát luôn, bảo đảm anh chị nào làm á cũng làm thay đổi, tức là tiến bộ rất là nhiều. Một cái bộ neo về làm đã thay đổi hoàn toàn luôn mấy anh chị. Nên là hả, mấy anh chị cứ đăng ký mạnh dạng mình đăng ký thôi, tại vì mình phải thay đổi á mấy anh chị. Nên là lớp của em thì mấy anh chị nào học qua rồi mấy anh chị biết là bên em theo sát xếp bột rất là kỹ luôn, để cho khi mà mình về quan trọng nhất vẫn là cái phần xếp đắp bột. Tại vì nếu mà trong lớp mà mình á, giống như thầy cô mà không chỉ ra cái hướng sai của mình rồi xong á, hỗ trợ cái phần mà làm sao để mà mình sửa thì rất là khó. Về đôi lúc mình sai, mình không biết chỗ nào mình sai hết á. Và tất cả lớp học thì mấy anh chị đăng ký qua số phone 714-804-9818 nha mấy anh chị. Tháng 6 thì tại Orlando, Florida là ngày 3-4 nha mấy anh chị ha. Đó, rất là xinh ha. Rồi, dụ nhẹ. Xong hết, và khi mà mình chạy máy đó, để cô xin lấy cái máy này ha, xài cho mấy anh chị coi. Đây là cái máy dụ hút bụi nha. Nếu mà anh chị nào mà làm keo nhiều
Lấy giùm chị cái dây coi. Đúng rồi. Hết bình. Rồi, nếu mà anh chị nào làm treo nhiều á, mấy chị dùng cái máy này. Cái máy này nó giúp mình hút bụi á mấy chị. Tại vì khi mà mình làm builder treo đó thì nó sẽ bụi nhiều hơn cái bột của mình, đúng không? Nên là tới khi mà mấy chị mà làm treo nhiều, nên là có nhiều tiệm á, người ta trang bị sẵn cái máy hút cho mình luôn. Còn nếu mà trong trường hợp mình không có thì mấy chị mua cái máy này ha. Cái máy này nó sẽ giúp cho mình á, mình khi mà mình bào bột á, nó bay xuống dưới này. Đó, rồi mình sẽ xử lý cái mặt móng chút ha. Bực, nên khi mà bực á nó hơi ồn nha mấy anh chị. Nó hơi ồn một chút. Đây. Và khi mà để cho cái filter của mình không dơ á, là cô xin lót cái tờ giấy trắng lên. Cái tờ giấy này nè, không, tới khi làm xong cái mình gói tờ giấy bỏ đi, khỏi cần thay filter ha. Lấy tờ giấy này nè. Nó hơi ồn nha. Tại máy hút bụi chắc chắn là nó hơi ồn mấy anh chị. Xong hết mấy anh chị dụi nhẹ trên cái bề mặt. Dùng cái cây này ha. Chạy cho nó đều chút xíu đã rồi mình mới chạy cái cây XF. Thấy, mấy anh chị thấy là bụi bột của mình nó bay xuống dưới không? Nó không có bay lên người mình, tại vì á, khi mà mình làm builder gel á, cái bụi nó mỏng, nó nhỏ hơn cái bột nữa. Cái bụi nó nhỏ hơn cái bột nữa nha mấy anh chị. Anh chị nào làm builder gel mấy anh chị biết á, bụi mà làm builder gel á, nó mỏng, nó nhỏ lắm và nó bay lên tứ tung à. Nên thành ra mấy anh chị sẽ dùng cái cây à, cái máy này để xài. Tại vì á, mỗi ngày vậy nè, mình có cái này cái kia để bảo vệ sức khỏe cho mình, nó tốt. Tại mình làm có khi mình nói thiệt chứ, làm nail ở Mỹ là làm cả đời đó mấy anh chị. Làm tới 67 mới được retire lần. Nghề gì nó cũng có cái giá của nghề đó mấy anh chị ha. Nên là bằng cách là mình sẽ dùng những cái đồ nó giúp ích được cho mình thôi. Xong à, rồi mình qua cái cây XF. Cây XF thì mình sẽ chạy Cuticle nha mấy chị. Thì bụi nó bay xuống dưới, nó bị hút xuống dưới nè. Đó, thì cái cây XF này á, mình chạy tới đâu nó mịn tới đó nha mấy anh chị. Mình cứ chạy lại nhiều lần tới khi cái mặt móng của mình nó đều và nó mịn luôn. Cây này thì nó tác dụng làm mịn thôi. Chạy nhẹ nè. Rất là sạch nha. Anh chị nào chưa có cái cây XF này, mấy anh chị có thể là mua cây này. Cây này nó dùng cho đắp bột nè, dùng cho dip, dùng cho builder gel ha. Cái gì cũng được hết, miễn sao là mình chạy cuticle cho sạch thôi. Cây nào có tác dụng làm cuticle sạch nha mấy anh chị. Và cho mặt móng của mình nó mịn. Hơi chúi tay người khách xuống nè. Mấy anh chị đi sát vô. Đi sát vô. Tự động là cuticle của mình nó tròn vo luôn mấy anh chị nè. Rất là tròn và rất là sạch nha. Cây này khi mà mình chạy sạch đó, nó giúp cho cái đường đường lướt cuticle của mình nó mịn lắm. Và nó an toàn lắm anh chị.
xong, nó xong. Rồi khi mà làm beauty gel thì mình sẽ vũ under móng bằng cái cây này nha mấy chị ha. Cây này nè, tại vì móng thiệt á, mình chỉ làm sạch thôi, chứ mình không có mài cho nó mỏng. Còn nếu mà trong trường hợp cái máy, cái ngón nào mà bị lip á thì mình mới cắt nó thôi. Đó, và khi mà để cắt tay đeo móng thiệt á là tự động cắt chăm sóc à. Không, mình chỉ là mài cho nó đỡ vàng thôi, chứ thực sự tay cắt rất là sạch. Kiểu mà đánh cho nó trắng. Đó, mình chạy cây này thì móng tay cắt cũng đỡ mọng nữa. Thực sự luôn, cái bộ này là chắc refill 4-5 lần đó mấy anh chị. Refill chỉ có cắt ngắn thôi chứ cũng chưa có tháo ra lần nào hết á. Rồi bây giờ là xem sẽ kiểm tra cái đồ ha. Mấy anh chị xem bằng cái cây chổi nha. Bằng cái cây chổi này nè, kiểm tra. Lấy cái cây này phủi ha, để cho nó sạch cái cồn mình nè. Cho mấy anh chị thấy là cái cây dù FF á, đi rất là sạch luôn. Đó mấy anh chị thấy không? Rất là sạch nha. Nó giúp mấy anh chị là dù cái cồn rất là sát và rất là tròn. Nè, không có bị mất bột nha mấy anh chị, không bị mất bột nè. Cái đường khi mà mình đi rất là sạch luôn, rất là sát. Đó, anh chị nào chưa có cây FF này, mấy anh chị có thể là mua cây FF này nha. Đó thấy không? Cái cồn rất là sát nè. Rất là tròn ha, tròn, không bị mất bột nha, không bị mất bột, không bị mất gel. Đường lướt rất là mướt. Đó, mấy chị thấy không? Natural luôn, tự nhiên nha. Rồi mấy chị xem cái máy này nè. Nó hút nó sẽ cao lên chút xíu, mấy chị thấy là cái máy của mình á. Khi mà để lên đó, để là gọi là bột không ngã nha mấy anh chị. Đây, để đứng vậy nè, bột không ngã nha. Cái này là mình đang bật cái nút số 2 thôi nha mấy anh chị, thấy không? Đang bật cái nút số 2 thôi nè. Nhưng mà cái máy của mình nè, mấy anh chị thấy cái lực hút rất là mạnh nha. Bột của mình trên này hoàn toàn là nó không có bị rớt xuống nha. Đây ha. Nên thành ra là anh chị nào mà đang xài mà thấy bụi quá thì mấy anh chị mua cái máy này.
Đó, máy này thì một tuần nữa là em có hàng nha mấy chị. Một tuần nữa em sẽ có hàng. Xài nó rất là êm, và cái nói về cái mức độ mà nó lớn á, thì nó không phải là lớn lắm đâu mấy chị. Nhưng mà nó giúp cho mình nó đỡ và hít bụi. Đây nó có 3 nứt nè. Không, bình thường là mình hay xài cái nứt thứ hai nè. Đó, mà nứt thứ hai thôi mấy anh chị lấy thấy bột của mình trên này không có rớt nè. Bật lên nứt thứ ba. Mấy anh chị thấy là công dụng của nó cực kỳ là mạnh luôn nha. Để bữa nào lấy cái tờ giấy màu hồng đó, để lên cho mấy anh chị thấy. Còn bây giờ mình tắt cái này đi. Đó, bột đây nè mấy anh chị. Mấy anh chị thấy bột dưới trên cái tờ giấy này đúng không? Nãy giờ mình dụa là nó đang nằm trên này đó. Xong hết mấy anh chị cuốn nó lại ha. Xong mình bỏ thùng rác luôn. Như vậy á, thì mình không có cần thay filter mấy anh chị. Tại vì trên này bình thường thì mấy anh chị xài á, là nó có một cái filter giống vậy nè. Đó, mở ra cho mấy anh chị xem ha. Mình cần cái thay cái filter, nhưng mà khi mà mình dùng cái cách này á, mấy anh chị không có cần thay filter. Cái miếng này là mình phải thay nè, mình phải mua. Nhưng mà khi mà mình dùng cách cách này á, là mình chỉ cần một tờ giấy thôi, không? Thì mình không có cần là không có cần là mình gì hết. Rồi xong. Cái này là xong nè. Bắt đầu mình bóp phơ nha. Tôi tay tắt lửa cho mình. Nó đỡ dơ người mình đó mấy anh chị. Này thật sự làm xong cũng không cần bóp phơ luôn. Tại vì cái cây XF á, em chạy quá mịn rồi ha. Chạy quá mịn rồi, cho người khách rửa tay luôn. Trừ phi đắp bột á, chứ đắp bột á, tại vì thường đa số đắp bột á là mình xin ân gian. Để làm gì với ông, đánh giấm dậy để cho cái mặt móng của người khách đó nó sạch. Đó, da tay nó sạch luôn, còn khi mà làm treo nó cũng không có dính gì đó. Nên là tới khi mà mình làm á, là mình sẽ như vậy luôn, cho nó nhanh gọn lẹ. Anh chị nào mà xài qua cái cây XF mấy anh chị biết là cực kỳ là mịn nha. Mịn ơi là mịn luôn. Cho em coi builder gel bên chị với. Đây builder gel bên chị nhé. Cái hũ này chị xài nên nó hơi dơ chút, hơi bụi. Đây là cái dạng mà chai, dạng hũ nè, cái này dạng gel nha em. Đó, thì cái một hộp nó giống vậy. Mất nắp rồi. Đó, thì cái dạng này là dạng hũ nha. Đây ha, dạng hũ nè. Còn cái dạng chai là 20g nha mấy anh chị. Tại vì cái mấy cái chai này em đem đi show á, thành ra đôi lúc nó bị đổ. Đi xô nữa bay nó quăng nó dữ lắm. Trên đi Trần ơi, cho chị số phone đi, chị cho nhân viên vô tư vấn cho em. Với lại gửi hình cho em mấy cái sản phẩm nha. Đeo cái khách đâu rồi. Đây đây là cái set builder gel nè. Đó, rồi nhân viên lấy cho mấy anh chị xem luôn. Đây là cái set builder gel. Biết sao set vậy không? Em đi show mấy anh chị. Tại nó gồm có cái rubber band với lại chai clear nữa, không? Cái set của nó sẽ là như vậy nè. Đó, 10 chai 10 màu thôi. Rồi, trên thị trường chị sẽ cho khách vô mọi người vô tư vấn em nha, em khách tin nhắn nha. Số phone 4 số phone 714804 là mấy số đầu á, còn mấy số sau là 9288 hay là 8688 hay 9918 9948 gì đó sẽ gọi vô tư vấn cho em nha. Đây là cái set mà video treo gồm có 12 màu trong cái chai nha. Trong cái chai thì mấy chị cũng thay thấy là tôi xin rất là hay chia sẻ cái cách là làm sao xài cho cái set mình nó hiệu quả ha. Set này đó 10 màu. Còn đây là set hũ thì nó cũng là 10 màu luôn nha. Đây là nó cũng là 10 màu luôn. Thì một màu mới lấy ra. Nó sẽ là nằm như vậy nè. Ha, nó sẽ là nằm như vậy. Nhưng mà cái set này thì mấy anh chị thấy là hơi messy chút, tại em đem đi show á. Đó, nên nó sẽ là 10 màu, một cái hũ của nó sẽ là như vậy. Ha, một cái set của nó là 180 đồng trong cái hũ nha mấy anh chị. Trong cái hũ này nè. Gửi thông tin qua tin nhắn nha em không.
Ok em, rồi Jenny Trần chị sẽ cho tin nhắn qua nha. Em lát nữa là nhân viên sẽ nhắn qua cho em. Tin nhắn nha. Rồi, Silam Sale 4 cho nhắn tin cho Jenny Trần giùm chị nha. Thank you em, và em cho cái số phone của em luôn em. Em nhắn tin cho khách là em nhắn cái số phone của em lên đây cho chị luôn. Rồi mấy anh chị ha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ sơn top nè. Để cho khách biết lát nữa có số phone nào nhắn tin cho khách. Xong hết mình sẽ cắt da tay một chút xíu nữa, tại vì nó hơi tỉ tỉ chút xíu á. Xong mình cắt tỉ sơ nhẹ, mình sơn top là đơn ha. Tại vì thường đa số thì Quỳnh Sinh cũng chưa biết khách muốn làm cái gì, nhưng mà tại vì phone hết pin rồi, thành ra là Quỳnh Sinh sẽ xong cái set này. Sau đó thì mình sẽ design và mình sẽ quay lại một cái like khác nha. Tại vì vừa sạc phone mà vừa like á, phone nó nóng lắm. Làm hoài luôn mà cái phone của mình á, cái máy của mình nó dễ hư lắm. Rồi sơn top trước đã. Ok rồi. Rồi thank you nha. Thank you em, Silam Sale nha. Rồi sơn một lớp mỏng xuống. Đó, sơn cho nó đều, top coat bao bóng luôn, cực kỳ bóng nha. Top gel của mình là 7 đồng một chai nha mấy anh chị ơi, 7 đồng một chai. Hiện tại là em có 8 ao, có 16 ao. Á vậy 8 ao có 1000 mi nha. Có 500 mi luôn. Rồi, sơn cho nó đều vô. Đó, top coat super bóng nha mấy anh chị, 7 đồng một chai. Rồi, mua càng nhiều tiết kiệm càng nhiều nha mấy anh chị. Và tụi em nhận order là 100 chai luôn. Anh chị có thể là gọi vô số phone công ty để được order qua số phone 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918, 714-804-9918, và một số nữa là 714-804-8688 nha mấy anh chị. Vì hiện tại thì bên hệ thống bên em thì có 5 số phone có thể là tư vấn hỗ trợ, gửi tin nhắn cho tất cả anh chị khi mà cần tư vấn về cái sản phẩm. Và lớp học của mình thì lịch sắp tới cho tháng 5 là ngày 6-7-8, lớp cơ bản tại Garden Road. Và tháng 5 lớp nâng cao chuyên sâu là ngày 13-14 tháng 5 tại Garden Road, California nha mấy anh chị. Và ngày 27 và 28 tháng 5 là xin có lớp tại Oklahoma, tại thành phố Oklahoma City. Và ngày 26 tháng 5 thì mình có lịch cho buổi demo show tại Oklahoma, tại TNT Nail Supply Oklahoma nha mấy anh chị ha. Và hẹn gặp, kính mời anh chị là có thời gian là mình ghé tham gia buổi demo show, hay là mình cần nâng cao tay nghề thì mấy anh chị gọi vô số phone công ty giùm em để được nhân viên tư vấn cho từng lớp học. Qua số phone 714-804 9818 nha. Và tháng 7 là Quỳnh Sinh sẽ có lớp tại San Jose nha mấy anh chị, vào ngày 13, 14, 10, 14, 15 tháng 7. Dạ. Thì anh chị có thể đăng ký lớp của mình tại San Jose. Và hiện tại là poster chưa lên, nhưng mà em đã có lịch và mọi thứ đã xong hết để chuẩn bị gặp mọi người tại San Jose vào tháng 7. Anh chị có thể đăng ký lớp mình qua số phone 714-804-9818 nha. Và hẹn gặp anh chị tại những cái lớp kế tiếp, Oklahoma, Orlando và San Jose. Rồi, thank you mọi người rất là nhiều. Một cái bộ nail rất là xinh. Và tất cả sản phẩm thì anh chị có thể mua tại website của mình là silemsupply.com ở trên cái màn hình này nha. Luôn luôn là Quỳnh Sinh để trên đó, và giá của mình là giá công khai. Nên thành ra anh chị nào cũng là khách VIP của công ty hết, nên là anh chị nào cũng mua được cái giá giống nhau. Thank you mọi người rất là nhiều nha. Và Quỳnh Sinh hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo của mình. Qua Facebook thì anh chị có thể là follow Quỳnh Sinh qua Facebook là Quỳnh Sinh Lâm, hay là của công ty là silemsupply.com. Thank you mọi người rất là nhiều. Chúc cả nhà một ngày sinh đầy vui vẻ. Bye bye và hẹn gặp lại.